Thưa quý vị, với khoảng 12 triệu hecta phân bố trên tất cả 8 vùng sinh thái, các vùng đất ngập nước ở Việt Nam đang góp phần quan trọng cân bằng sinh thái, dinh dưỡng và sinh tồn của nhiều loài động vật hoang dã. Đây cũng là khu vực tạo sinh kế, cung cấp lương thực quan trọng. Và hệ sinh thái Tam Giang Cầu Hai là một trong những vùng đất ngập nước điển hình của nước ta cũng như khu vực Đông Nam Á. Hiểu được những giá trị to lớn này thì hơn 10 năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực để phục hồi hệ sinh thái nơi đây, trong đó không thể thiếu sự tham gia của mọi người dân cùng bảo vệ nguồn lợi sẵn có từ tự nhiên. Năm có 5 ngang này. Bán hết tôm cá thu hoạch được trong buổi sáng, những con cua còn nhỏ, ông Nhân mang về nuôi. Thật ra hôm nay là một ngày may mắn với vợ chồng ông. Chỗ tôm cá bán được cho thương lái thu về được hơn 1 triệu đồng. Từ khi các chi hội nghề cá được thành lập, rồi các tổ tự quản ra đời trao quyền cho ngư dân giám sát ngư trường, ngăn chặn các hành động khai thác trộm ở các khu bảo vệ thủy sản, ai cũng nhận ra tầm quan trọng của việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sẵn có. Vào cái hội nghề cá, rồi vào cái hội tự quản để môi trường đi, làm mình thành một cái tập thể để đánh giữ gìn cái môi trường chung. Thứ hai nữa là cấm những cái nghề mà người ta chạy đánh bắt giải phép ấy. Bà con cũng hiểu được tầm quan trọng của cái môi trường của mình về. Mà nếu mình không bảo quản được thì các chỗ khác họ làm đánh bắt hết thôi. Thế mình khó khăn. Hơn 500.000 người hiện đang sinh sống ven vùng đầm phá Tam Giang. Sẽ không thể có một phá Tam Giang sạch đẹp và trù phú nếu thiếu vắng sự tham gia bảo vệ của chính mỗi người dân địa phương. Trong cái việc mà bảo tồn cái đa dạng sinh học đó, đó là một cái quá trình phối hợp không phải chỉ có một ngành nào đó, mà nó là của tất cả các ngành và của người dân, của cộng đồng cùng tham gia. Thiên nhiên rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Nếu bạn nhìn xung quanh sẽ thấy không khí chúng ta hít thở, thức ăn chúng ta ăn, tất cả đều từ thiên nhiên. Giờ là lúc để quan tâm tới sức khỏe của thiên nhiên, của trái đất và cùng nhau tạo ra mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên. Chỉ trừ khi gió bão, những ngày còn lại trong năm từ 3 rưỡi sáng, ông Nhân cùng hàng trăm ngư dân khác của thôn Ngư Mỹ Thạnh đã bắt đầu ngày mới của mình. Cá tôm đang nhiều lên, dòng nước trong vắt trên vùng đầm phá mang theo nhiều sản vật như là đền đáp cho những hành động biết tôn trọng tự nhiên của con người. Vâng, để có những hệ sinh thái trù phú bền vững, bên cạnh những chính sách định hướng thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần gìn giữ và phát huy của cộng đồng. Vâng, và nếu mỗi người thực sự yêu quý, trân trọng thiên nhiên thì đổi lại, thiên nhiên cũng dành tặng chúng ta những giá trị sống lành mạnh, tích cực và lâu bền. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay.